Dắt lợn đi kiện. Hừ, cái tên gầy này lại hất lá sang nhà mình đây mà. Ở đâu mà xuất hiện một con gà to béo thế này? Quái lạ, tên này từ trước tới nay có bao giờ nuôi gà đâu. Chắc chắn không phải của hắn rồi. Này, này, anh làm gì thế hả? Tôi bắt gà. Gà của tôi sao anh lại bắt? Anh có bao giờ nuôi gà đâu. Đây là gà của nhà tôi chứ. Chứ bình thường tôi cũng thấy anh làm gì có con gà nào đâu. Sao hôm nay lại có? Ừ, thì tôi mới mua nó ở chợ. Chưa kịp nhốt lại nó đã sổng ra rồi. Gà của tôi. Không, gà của tôi. Nó chạy trên đất của tôi. Nó là gà của tôi. Lại sang đất của tôi rồi. Nó là của tôi. Lần này đố mày thoát được nhé. Nó đâu mất rồi? Mất cả bữa trưa của mình. La 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 la. La 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 la. Sao anh bắt trước tôi thế? Ai mà bắt trước anh chứ? Tôi ra đây nghe chim hót mà. Đó, anh thấy không? Chim đang hót cho tôi nghe đó. Là chim hót cho tôi nghe chứ. Không, nó hót cho tôi. Không phải cho anh mà là cho tôi. Được rồi, vậy chúng ta đến quan tòa hỏi thử xem chim hót cho ai nghe, là anh hay là tôi. Được, chúng ta đi. Thưa quan, con chim trong sân nhà tôi nó hát cho tôi nghe. Vậy mà anh ta cứ nhất quyết nói rằng chim hót cho anh ta nghe chứ không phải cho tôi nghe. Xin ngài xử cho chúng tôi. Đúng vậy, xin ngài xét xử. Rõ ràng nó hót cho tôi nghe mà. Không, là tôi. Là tôi chứ. Là tôi. Thôi thôi, các anh cứ về đi, mai ta sẽ xét xử. Bẩm quan, tôi xin biếu ngài con heo tôi nuôi cả năm nay. Xin ngài hãy bên vực tôi trong buổi tòa ngày mai. Đừng sợ, ta sẽ không để cho anh bạn kia thắng cuộc đâu. Dạ, cảm tạ ngài. Xin quan hãy bảo vệ tôi trong buổi xét xử ngày mai. Con bò quý giá của tôi xin được biếu ngài. Ngày mai chắc chắn anh sẽ thắng cuộc. Thưa quan, xin quan hãy đối xem rốt cuộc là chim hót cho ai trong chúng tôi nghe. Sự thật là chim hót cho tôi nghe, cho vị quan của các bạn nghe. Tình quan vớ vẩn, đã lấy của tôi hẳn một con heo. Vậy mà. Đúng vậy, hắn cũng lấy của tôi hẳn một con bò. À, thì ra anh đã đút lót hả? Chứ anh thì không thế à? Thôi thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chỉ vì chúng ta cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn mà tên quan tòa đấy được lợi. Từ giờ chúng ta sẽ không tranh giành cãi cọ nhau nữa. Nào, ngồi xuống đây nghe chim hót. Âm thanh thức tỉnh. Theo như camera an ninh nơi xảy ra tai nạn, thì vợ anh đã phóng xe nhanh và bất ngờ đâm vào giải phân cách. Chúng tôi tìm thấy trong xe có chai rượu. Có lẽ cô ấy đã lái xe trong tình trạng say xỉn và không ai dẫn đến tai nạn. Các anh đã vất vả rồi. Cảm ơn các anh nhiều. Không có gì đâu. Đây là bổn phận của chúng tôi. Nghe nói tình hình của cô ấy rất nguy kịch. Thật là tồi tệ. Tôi có thể làm gì cho cô ấy? Bà chỉ có thể ngồi đây cầu nguyện. Giả như người nằm đây là tôi thì tốt biết mấy. Anh hãy vững vàng lên. Anh còn phải lo cho cô ấy và con gái nữa. Đúng không nào cô bé? Mẹ con bé có con bé trước khi lấy tôi. Con bé sinh ra đã câm bẩm sinh. Tôi thương con bé như con ruột của mình vậy. Và cú sốc này thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của con bé rồi. Chuyện gì vậy cô bé? Cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ khỏe lại thôi. Cháu được cho chú cái gì thế này? Anna, con đâu rồi? Con bé viết lời cảm ơn lên giấy cho mình chăng? Ông ta đã hại mẹ cháu. Mẹ cháu không biết uống rượu. Cháu đã thấy ông ta lúi húi làm gì chiếc xe của mẹ. Xin chú hãy bắt chồng của mẹ cháu. Xin hãy cứu mẹ cháu. Hả? Sao lại có thể thế được? À Đen,
Trông anh ấy đến tiều tụy vì lo cho vợ mình như vậy mà. Trông đâu có giống dáng vẻ của một kẻ sát nhân đâu. Có khi nào vì quá sốc mà tâm lý cô bé không được ổn định không ta? Dù sao đi nữa thì làm cha dưỡng cũng không dễ dàng gì. Mình thử gọi điện lại gặp bố con bé cho an tâm. Alo, là anh Aden phải không? Tôi là cảnh sát Rubin đây. Chào anh. Anh gọi tôi có chuyện gì không? À, không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi hơi lo lắng cho con bé Anna. Không biết sau tai nạn của mẹ cô bé thì cô bé có gặp vấn đề gì về tâm lý hay không? Cảm ơn anh đã lo lắng. Tôi cũng lo cho tâm lý của con bé, nên đã gửi nó về nhà mẹ tôi ở quê để tiện cho bà chăm sóc nó. Anh biết đấy, con bé cần một người phụ nữ bên cạnh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi điện báo anh vụ án đang bước vào giai đoạn kết án, nên mong anh và gia đình kiên trì vượt qua. Thôi, chào anh. Tự nhiên mình cảm thấy có gì đó không ổn trong vụ án này. Nếu Aden là người chồng, người cha tốt đẹp như mình thấy, thì sao cô bé Anna lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy về cha của mình? Mình để ý thấy con bé chỉ dám đứng ở cách xa giường bệnh. Con bé sợ bố dưỡng của mình sao? Còn cả ánh mắt của con bé nữa, vô cùng căm phẫn khi nhìn cha dưỡng của mình. Rồi cả lúc con bé đưa mảnh giấy cho mình, lúc nghe thấy tiếng bố gọi tên, hoàn toàn là sự lo lắng và sợ hãi, chứng tỏ mối quan hệ giữa cha con họ không tốt đẹp như Aden nói rồi. Là mình quá đa nghi hay tai nạn này thật sự có vấn đề gì? Vụ tai nạn của Đài Siêu Richard, tôi đã đọc qua báo cáo của cậu rồi. Bằng chứng ngoại phạm cũng đã đầy đủ. Cậu có thể kết luận tai nạn được rồi đấy. Thưa sếp, tình hình thì là vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ điều tra thêm vài điểm nghi vấn nữa, rồi sẽ đưa ra kết luận sau. Tôi không muốn có một sai sót nào, dù là một vụ án đơn giản. Cậu cẩn thận quá rồi đấy. Nhưng tôi thích sự cẩn thận ấy. Ý anh là phanh chiếc xe bị hỏng ư? Đúng vậy. Không biết chi tiết này có giúp ích gì cho việc điều tra của anh hay không, nhưng xem xét về độ va chạm của tai nạn này, xe phanh không phải hỏng do tai nạn mà đã bị hỏng trước khi tai nạn xảy ra. Tôi cũng không biết điều này do vô tình hay là cố ý nữa. Vậy là nguyên nhân tai nạn có thể không phải do xe xỉn đi quá tốc độ, mà là do xe bị đứt phanh, không thể kiểm soát tay lái ư? Có thể là như vậy. Chiếc xe này có hộp đen đấy. Anh có thể lấy về để điều tra thêm. Trời ơi, phanh xe bị làm sao thế này? Trời ơi, xe mình hỏng phanh mất rồi. Ông không? Vẫn chưa tìm thấy đoạn nào khả nghi. Điên thật, phanh xe bị làm sao thế này? Mình vừa nghe thấy giọng của Aden phải không ta? Phải chua lại mới được. Mình đúng là một thằng đàn ông nhục nhã, không có nổi một cái xe, trong khi vợ thì có xe và giữ hết tài sản cho riêng cô ta. Đúng là con bé đã thấy Aden làm gì đó với chiếc xe này. Con bé không gạt mình. Điên thật, phanh xe bị làm sao thế này? Nó hỏng rồi à? Phanh lúc được lúc hỏng thế này thì đi xe có mà tai nạn như chứ. Cô ta đi xe như phá vậy. Aden, chiếc xe có chuyện gì vậy? Vậy là chính anh ta đã biết được xe bị hỏng phanh, nhưng trong quá trình lấy lời khai lại không hề nhắc đến chi tiết này. Aden, chiếc xe có chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi định mượn xe cô để đi ra ngoài, nhưng thôi. Sau này anh lạ quá vậy. Anh lại định lén cầm xe để đi sòng bạc đúng không? Trời ơi, lại chúa tôi. Cô ra ngoài hết cả buổi sáng và để tôi ở nhà đói meo, vậy mà giờ vẫn còn bình thản đứng đây tra hỏi tôi này nọ. Tôi thật không thể chịu đựng cô thêm nữa rồi. Vậy là anh ta đã cố tình giấu Đại Si về việc phanh xe có thể sẽ bị hỏng. Anh ta muốn Đại Si gặp tai nạn ư? Nói đúng hơn là tự mình gặp nạn. Nhưng vì điều gì? Mình đúng là một thằng đàn ông nhục nhã, không có nổi một cái xe, trong khi vợ thì có xe và giữ hết tài sản cho riêng cô ta. Là vì tài sản ư? Cảnh sát Rubin, để phục vụ điều tra, tôi mới cung cấp cho anh thông tin về tài sản của thân chủ tôi là cô Daisy. Xin anh giữ bí mật. Vậy là toàn bộ tài sản, nhà cửa đều đứng tên con gái Daisy là Anna thôi sao? Vợ chồng họ gặp vấn đề gì sao? Chồng quấy không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ đốt tiền vào sòng bạc,
cô đại sĩ muốn đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho Anna, nên quyết định dành dụm được bao nhiêu đều đứng tên Anna hết. Xin ông cho tôi biết trường hợp xấu nhất, nếu vợ cô đại sĩ sống thực vật hoặc tồi tệ hơn là qua đời thì... Ông Aden sẽ là người giám hộ cho Anna và sẽ có quyền quản lý tài sản của cô bé. Hôm nay mà mày còn trở về với mấy đồng bạc lẻ thì ăn no đồ nha con. Anna, chú xin lỗi. Chú đến rồi đây. Chú tin cháu. Đừng khóc nữa. Cùng chú về đồn cảnh sát, chú sẽ điều tra mọi việc sáng tỏ và lấy lại công bằng cho mẹ của cháu. Nhờ mẫu giấy cảnh báo của cháu, chú đã tìm hiểu lại từ đầu. Aden, ông ta đã cố tình giấu chuyện phanh xe bị hỏng, khiến mẹ cháu gặp tai nạn. Có lẽ vì tham vọng muốn trở thành người bảo hộ của cháu để cướp tài sản của chính vợ mình. Nhưng những bằng chứng này sẽ không đủ để kết tội Aden. Giờ chỉ có một cách duy nhất để pháp luật có thể bảo vệ cả cháu và mẹ cháu. Đó chính là mẹ cháu phải tỉnh lại. Nhưng tình hình mẹ cháu không mấy khả quan. Chả bà chúng ta có thể làm gì đấy khích lệ để mẹ cháu tỉnh lại. Chú có thể giúp cháu tìm lại điện thoại của mẹ cháu không? Cháu muốn mang nó đến gặp mẹ. Biết đâu cháu sẽ khiến mẹ tỉnh dậy. May quá, điện thoại của mẹ cháu bị vỡ màn hình nhưng vẫn hoạt động được. Nhưng cháu định làm gì với nó chứ? Aden quả là đã không trông nom mẹ cháu ngày đêm như lời ông ta nói rồi. Chú nghe y tá nói, ông ta đã đi đâu mấy ngày nay không đến thăm. Cô hãy mau tỉnh lại đi Daisy. Cô biết Aden đáng sợ thế nào mà. Con gái cô sẽ sống thế nào nếu không có cô chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ từng nói với con, tiếng khóc chào đời của con là âm thanh kỳ diệu giúp mẹ vực lại tinh thần mỗi khi mẹ mệt mỏi, bế tắc mà, phải không mẹ? Mẹ lần này cũng vậy, mẹ không được bỏ cuộc đâu mẹ ơi. Đây chắc là tiếng khóc chào đời của Anna, âm thanh đầu tiên và cũng là duy nhất của cô bé. Nên có lẽ cả mẹ Anna và cô bé đều trân trọng âm thanh thiêng liêng này. Anna, nhìn kìa, tay mẹ cháu đã có phản ứng. Chú không nhìn lầm đi chứ? Daisy, cô tỉnh dậy rồi ư? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Anna, cháu không phải lo nữa rồi. Cháu và mẹ cháu sẽ an toàn. Chú nhất định sẽ tận tay bắt Aden. Vậy là với sự phối hợp của Daisy và sự nỗ lực điều tra của Robin, họ đã tìm thêm được nhiều bằng chứng để buộc tội Aden. Aden không chỉ giấu Daisy về việc phanh xe có vấn đề mà còn khiến cho phanh xe hỏng nặng hơn, đồng thời mang rượu lên xe để tạo hiện trường giả. Cuối cùng thì Aden cũng bị bắt vì tội mưu sát và phải ngồi tù đến 10 năm vì hành động tàn nhẫn của mình. Chuyến xe không đồng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về đôi vợ chồng mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019. Tuấn là tài xế xe cứu thương của bệnh viện Chợ Rẫy. Hằng ngày, anh luôn tất bật cho chuyến xe của mình không quản ngày đêm. Dạ, alo. Xin hỏi có phải anh Tuấn không ạ? Dạ, đúng rồi. Bác là... Dạ, chào anh. Tôi là Liên. Chuyện là tôi và con trai tôi đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi muốn về nhà. Phiền cậu có thể chở chúng tôi về Trà Vinh được không ạ? Trà Vinh cơ ạ? Nó khá là xa. Vâng, cho nên muốn làm phiền tới anh. Dạ được. Vậy bác và anh chuẩn bị đi nha, bây giờ cháu sẽ tới liền ạ. Cậu Tuấn, thật cảm ơn cậu. Thiệt ngại quá, tối như vậy mà còn làm phiền tới cậu.
Dạ không có gì, đây là công việc của cháu mà. À, cậu cho tôi hỏi chi phí từ đây về Trà Vinh tầm bao nhiêu vậy? À, nếu từ đây mình về tới Trà Vinh, giá sẽ là 2,2 triệu. Ờ, cảm ơn cậu. Ờ, sao thế cậu bé? Còn có chuyện gì muốn nói với chú sao? Dạ, dạ không ạ. Thế con cứ ngủ một giấc trước đi, từ đây về nhà còn xa lắm. Cháu không ngủ được ạ. Nhà cháu có những ai? Dạ có ba, bà nội, cháu và em An ạ. Ừ, thế mẹ cháu đâu? Dạ mẹ cháu mất từ sau khi sinh em An rồi. Ba hay đi làm xa, ít khi về nhà lắm. Cháu và em An ở nhà với bà. Sắp đến sinh nhật em An rồi, cháu lên huyện tìm bà để chuẩn bị cho em nó một cái bất ngờ. Vậy mà... Em An của cháu được mấy tuổi? Dạ 2 tuổi ạ. Trời ơi, nhà của họ đây sao? Phiền cậu đợi một chút, tôi đi đây một lát, khi về tôi sẽ đưa tiền cho cậu ngay nha. À, vâng ạ. Ờ, cảm ơn cậu. Ba mươi phút sau. Mình về rồi đó à? Bé An biết anh nó về, không chịu ngủ, đòi cô bế về cho bằng được nè. Dạ cảm ơn cô Dung ạ, phiền cô quá. Em An thật là hư mà. Tội nghiệp hai đứa, cả nhà chỉ trông chờ vào ba nó kiếm tiền. Vậy mà cuộc sống của mấy bà cháu nó sắp tới sẽ khó khăn lắm. Bộ cả nhà cháu ở đây không còn họ hàng gì hay sao chị? Không cậu à, gia đình họ cũng chuyển về cách đây không lâu. Nhà nghèo nên cả xóm cũng thương lắm. Lần này ba thằng Bình gặp tai nạn, cả xóm cũng gom góp cho chút ít mới có tiền đi bệnh viện. Mà chắc cũng hết rồi. Lúc nãy bà Liên còn đến vay của tôi một khoản nữa nè. Thiệt là tội cho họ quá. Ờ, sao vậy anh? Em à, anh muốn mua thêm một chiếc xe cứu thương nữa. Không phải anh đã có một chiếc rồi à? À, chiếc xe đó nó cũng lâu rồi, rất nhiều thứ bên trong không còn mới. Anh nghĩ bệnh nhân nằm cũng sẽ không thoải mái, nên anh muốn... Anh bị điên à? Như vậy mà cũng đòi mua xe nữa. Tiền đâu mà mua được chứ? Anh đang nghĩ đến việc bán căn nhà này để mua xe em à. Cái gì? Khó khăn lắm vợ chồng mình mới mua được nhà, mà giờ anh nói là bán nhà là bán thế nào? Em bình tĩnh nghe anh nói nha. Anh sẽ nhận thêm vài chuyến xe chở bệnh nhân để đủ tiền trang trải. Anh đang thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng đảm bảo cuộc sống chúng ta sau này. Từ ngày có thêm xe, Tuấn bắt đầu bận bịu hơn. Anh nhận thêm các dịch vụ khác bên ngoài của bệnh viện để kiếm thêm chi phí. Để có thêm thu nhập, Tuấn còn có nhận cho người quá giang đến nơi họ muốn nếu thuận đường. Hồng nè, có người nhà bệnh nhân tên Nhân muốn về nhà, một tí em làm thủ tục nha. Dạ chị. À mà lát nữa em sẽ đưa họ số của anh Tuấn chạy xe cứu thương luôn, nãy gia đình bệnh nhân mới hỏi em á. Sao mỗi lần đi xa em đều đưa mỗi số anh Tuấn vậy? Thì chỉ có anh đó mới đi thôi, nhà bệnh nhân ở tận Đắk Lắk đó chị. Các tài xế khác họ ngán đường xa, lại hay gặp sự cố giữa đường lắm. Ờ cũng đúng, lần trước ở Trà Vinh tận 120 cây, ảnh còn đi nổi mà. Nghe sau đó thì ảnh bán nhà mua thêm chiếc xe nữa đó chị. Thời đại giờ mà em, kiếm được một nguồn thu hấp dẫn lại đơn giản chỉ chạy đi chạy về như vậy, phải tranh thủ chứ. Ôi thôi chết rồi, là ảnh Tuấn đó. Không biết là anh ấy có nghe không nữa. Nghe thì nghe đi, mình nói đúng chứ bộ. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm. Ừ.
Chị Tư, lấy cho tôi 1 ký thịt như mọi khi hen. Chị Mai đó à, đợi 1 tí. Chị Mai, con rể chị dạo này chắc làm ăn tốt quá hen. Cũng bình thường thôi chị à. Chị cứ khiêm tốn. Tôi nghe nói con rể chị bán nhà mua thêm xe để chạy thêm kiếm tiền mà. Chắc cũng kiếm được kha khá rồi. Người ta đồn bậy đồn bạ đó, chị đừng có nghe. Con gái tôi nó làm y tá chung với bệnh viện của con rể chị mà. Cả cái bệnh viện ai mà không biết giờ thằng Tuấn bán nhà mua thêm xe cấp cứu để chạy thêm kiếm tiền. Thôi, chị thái thịt nhanh nhanh đi, tôi còn về nữa. Tại sao anh chị bán nhà mà không nói gì cho tôi biết vậy hả? Dạ, sao mẹ biết ạ? Cả xóm họ đồn ầm lên rồi đây nè, bán nhà để mua xe kiếm thêm tiền cơ à. Mẹ à, chuyện không như mẹ nghe thấy đâu, mẹ nghe con nói đi. Con giỏi thì anh chị về đây mà nói nè. Trời ơi, bác bị làm sao thế này ạ? À? Để con đỡ bác, chở bác lên bệnh viện nha. Mẹ à, mẹ tỉnh rồi, mẹ làm con hết hồn à. Sao con lại ở đây? Mẹ đang ở đâu vậy? Dạ, đây là bệnh viện tỉnh, tụi con vừa về tới nhà. Bà nói mẹ đang nằm ở trạm y tế xã. Cũng may là anh Tuấn có sẵn xe cứu thương, nên đã đưa mẹ thẳng lên đây luôn á. Bác tỉnh lại là tốt rồi, bác bị thiếu máu não. May mà người thanh niên này đã đưa bác đến cấp cứu kịp thời. Dạ, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu, nếu nói về ơn nghĩa, tôi còn phải cảm ơn anh chị nhiều lắm chứ. Sao cơ? Trước kia mày nhờ có anh Tuấn đây chở mẹ tôi từ bệnh viện về nhà ở tận Phan Thiết mà lại không lấy tiền. Nhờ vậy gia đình tôi cũng đỡ đần được lúc khó khăn ấy. Không ngờ lần này lại giúp được anh. May quá. Chỉ là chuyện tôi nên làm thôi. Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều nha. Thật ra thì bác cứ giữ lấy đi ạ. Sau này còn cần phải dùng nhiều lắm. Nhưng cậu chạy cứu thương từ thành phố Hồ Chí Minh về tận Trà Vinh cơ mà. Không sao đâu ạ. Gia đình cần số tiền này nhiều hơn cháu. Anh nói thật đi, vậy tại sao anh lại muốn mua xe? Em cũng thấy rồi đó, có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta nghĩ. Đối với họ, một khoản tiền phí đi xe như vậy sẽ giúp được họ rất nhiều thứ về sau. Anh muốn có thêm những chuyến xe sẵn sàng giúp đỡ những gia đình ấy. Tuy cái chúng ta nhận lại không phải là tiền bạc, nhưng lại chính là tình thương của mọi người, cũng như hôm nay vậy. Em ủng hộ anh. Thì ra là vậy. Chúng tôi cứ nghĩ cậu lợi dụng sự khó khăn của người khác để kiếm tiền chứ. Không ngờ. Trời, thật hổ thẹn. Tôi thành thật xin lỗi cậu nha. Tôi cũng hiểu mà, nhưng tôi không trách hai cô đâu. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Tụi con... Mẹ, con xin lỗi mẹ. Tụi con... Được rồi. Con... Mẹ đã hiểu tấm lòng của hai đứa, nhất là con. Mẹ chỉ là lo cho các con không có chỗ ăn chỗ ở mỗi khi đi làm về thôi. Giúp đỡ người là một việc tốt mà. Mẹ ủng hộ hai đứa. Con cảm ơn mẹ. Từ đó, anh đã hoàn toàn được sự ủng hộ từ phía gia đình. Và cũng từ sau sự việc lần đó, tiếng lành anh không lấy tiền của người nghèo đã được nhiều người biết đến. Nhiều tài trợ và hảo tâm hay tìm đến anh để hỗ trợ cũng như góp thêm chi phí ủng hộ dịch vụ nhân văn này. Mỗi ngày, chuyến xe nghĩa tình ấy lại lên đường bất kể ngày đêm. Những chuyến xe không đồng đã ra đời như một ngọn hải đăng giữa biển tối. Mối tình câm. Bộ phim được xây dựng dựa trên giai thoại về mối tình đơn phương của chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử và người con gái xứ Huế là Hoàng Cúc.
Và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để ra đời bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ năm 1938. Họ Huế hay quá. Có hay bằng người con gái Huế không? Họ Huế cũng như người con gái Huế, khi nào cũng đẹp. Chẳng vậy mà người ta vẫn nói gặp cô gái Huế bước đi không đành đó thôi. Ấy vậy mà anh lại bỏ Huế mà đi đấy. Má ơi, anh chị ơi, Út ơi. Sao không nhắn anh hai con ra đón? Đi xe phu làm gì cho vất vả. Quê mình thay đổi nhiều quá má ha. Nhưng có một mùi vị vẫn không thay đổi. Đó là cái vị cá bống kho tiêu, đúng không má? Sao quê bao nhiêu năm mà chú vẫn nhớ vị này sao? Má bảo chú thích ăn món này từ bé, nên nay biết chú về, má tận tay xuống bếp làm cho đấy. Hồ sơ du học của chú thế nào rồi? Dạ, xong xuôi hết rồi. Em đã nằm trong danh sách những người sang Pháp du học. Nhưng thời gian còn khá dài, nên em về đây xin việc và chờ ngày đi ạ. Ừ, vậy quá tốt rồi. Thế chú định xin làm ở đâu? Dạ, em định vào sở Đạt Điền. Em có người quen giới thiệu, bên ấy đang cần tuyển người ạ. Nhà ông giám đốc sở Đạt Điền gần nhà mình đó hả? Ôi, tôi lại quen cậu cháu ông ấy đấy. Có gì để tôi hỏi giúp chú cho. Tốt quá rồi, vậy phen này em nhờ anh nha. Nè, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Có tiếng đàn tranh hòa với giọng ca Huế khiến anh đi không đành. Anh biết để ý thật đó. Đó là nhà của cụ Hoàng Tùng, giám đốc sở Đạt Điền Quy Nhơn đó. Người con gái kia là con của cụ, ca hay, đàn giỏi, đại khác lắm, đã khói anh tương tư rồi. Đây là ái nữ của bác tôi, tên Hoàng Cúc. Mời anh với hai cậu vào nhà uống nước thắm giọng ạ. Dạ, con chào chú. Thưa chú, đây là cậu Trọng Trí, con trai ông Văn Toản, cũng là em trai của anh bạn con, vừa học ở Belarin Huế ra, đang trong thời gian chờ gọi sang Pháp học, nên muốn xin bác cho làm việc ở sở ạ. Ta cũng sắp về hưu rồi, nên cũng đang cần người cán đáng công việc cùng. Có con cụ Toản về phụ thì tốt quá rồi. Dạ, đa tạ chú ạ. Mà cũng hay, cậu từ đây vào Huế học, tôi thì từ Huế ra đây làm việc. Huế là nơi sơn thủy hữu tình, còn Quy Nhơn là nơi thơ ca thượng võ. Thế cậu có biết làm thơ không? Dạ, cháu mới chỉ võ vẽ thôi ạ. Bạn con anh Mộng Châu, chủ sĩ hội quán, là anh ruột của Trí đó bác. Thế thì sớm muộn gì cậu cũng có duyên với thơ ca thôi. Thức khuya, non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ, buồn giúp công danh dế dạo đàn. Trở dậy nôm na dài điều cũ, đầm cành tâm sự vẫn chưa tàn. Các cháu có biết Phong Trần là bút danh của ai không? Dạ không thưa bác, nhưng có chuyện gì vậy ạ? À, Phong Trần là tác giả của bài thơ này, vừa được đăng trên báo, mà lại được chính cụ Phan giới thiệu, nên bác khá ấn tượng. Thế các cháu không biết tác giả này à? Dạ,
đó là bút danh của cháu ạ. Tốt, tốt lắm. Nhưng mà tại sao cậu lại lấy bút danh Phong Trần? Cậu không sợ cái tên nó ám vào đời cậu sao? Hay tâm hồn nghệ sĩ của cậu đào hoa lãng mạn như gần gió nhỉ? Thích trồng hoa cúc để xem chơi, cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi, đêm vắng gần kề sai chén nguyệt, vườn thu vắng vẻ đủ mua vui. Thì ra có người đang tương tư chị tôi. Bảo sao ý thơ da viết thế. Tôi đàn ông gì mà nhát thế, mạnh mẽ lên chứ. Có người mê tiếng đàn của chị, người đó làm nhiều thơ về chị lắm, nhưng không dám tặng cho chị, mà chỉ đọc cho chúng em nghe mà thôi. Quê mùa như tôi á, ai mà mê được chứ. Ấy thế mà chị làm người ta thao thức ngẩn ngơ cả đêm lẫn ngày đó. Con chào bác, em chào anh chị. Hoàng Cúc đi dạo hả con? Hôm nào rảnh sang nhà bác chơi nha. Tiến là hàng xóm mà ít khi thấy con đi đâu quá. Dạ vâng ạ, giờ con xin phép bác. Em xin phép anh chị ạ. Nhà ai mà cưới được cô ấy làm dâu á, hẳn là có phúc lắm. Vừa lễ phép lại ngoan hiền nữa. Vậy nên con trai má mới tối ngày thẫn thơ đó. Cháu đã bị gạch tên khỏi danh sách du học sinh sang Pháp năm nay rồi. Bác thực sự tiếc và chia buồn cùng cháu. Nhưng lý do là gì thưa bác? Bởi vì họ biết cháu có quan hệ thân thiết với cụ Phan, mà cụ Phan có vấn đề tế nhị với Pháp như thế nào, chắc cháu cũng biết rồi đấy. Nên không còn cách nào khác. Anh Trí đi đâu mà thẫn thờ thế? Anh biết tin gì chưa? Gia đình bác tôi chuẩn bị về Huế sống đó. Thế còn Hoàng Cúc? Tôi đã đưa tập thơ của anh cho chị ấy rồi, nhưng chị ấy lưỡng lự rồi kiên quyết từ chối nhận. Nên thôi, anh cho tôi xin được trả lại nha. Tôi biết mà, tôi chỉ là hàng sĩ nên chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thôi. Con theo cha ra đây từ năm 10 tuổi tới giờ, biết bao thứ để còn gắn bó. Nhưng dù sao ta cũng phải về nơi ta sinh thôi con à. Hay cha cho phép con được ở lại đây có được không cha? Làm sao cha để con ở đây một thân một mình được? Biết con còn nhiều luyến lưu, cha sẽ cho con một tháng thu xếp mọi thứ rồi về đó với cha. Là mấy tên thi sĩ gàn dở, yêu đương cho đã rồi làm khổ cả mọi người thế này. Chị nói vậy sao được? Chú ấy bỏ đi có thể vì bất mãn cả chuyện du học nữa. Một năm sau. Má ơi. Ôi, má giận cậu lắm á. Tại sao cậu bỏ đi mà không một lá thư thăm hỏi má vậy? Má ơi, con biết sai rồi. Con về với má rồi đây. Má đừng giận con nữa nha. Hả? Trời ơi, con à. Con bị sao thế này, hả? Con chỉ bị dị ứng thôi má. Con đã uống thuốc rồi, chắc vài bữa nữa sẽ khỏi thôi. Cậu đừng có chủ quan. Đây không vết dị ứng thường đâu nha. Tôi thấy da cậu bong tróc ra hết rồi kìa. Thôi, mày đừng có nói bậy. Má đưa thằng Trí vào trại phong đi má ơi. Nghe người ta nói rát tai lắm. Còn nói cái gì vậy? Thì má ra ngoài kia mà nghe đi. Người ta đồn má có thằng con trai gàn dở, bây giờ lại thêm cùi phong nữa. Nhục nhã lắm má. Với lại cứ thế này bệnh tình sẽ chẳng khá hơn được đâu. Thưa bà,
Các hộ dân quanh đây phản ánh cậu Trí nhà mình mắc bệnh truyền nhiễm, đề nghị gia đình hợp tác đưa cậu ấy tới trại phong để chữa trị, và cũng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Các cậu đừng có nói dối, con trai của tôi đang khỏe mạnh mà ai lỡ đồn ác như vậy hả? Các cậu về giùm cho đi. Mong gia đình hợp tác, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bác ơi, chị ơi, cậu vào khi nào vậy? Sao không báo cho bác biết? Anh Trí vẫn chưa quên được chị. Cớ sao người ta lại hững hờ đến như vậy? Anh Trí đang được cách ly ở trại phong Quy Hòa. Anh ấy mặc cảm và cô đơn lắm. Bây giờ chỉ cần một an ủi nhỏ cũng ấm lòng chị à. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay? Bờ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Thiền sư Hakuin Ekaku. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của thiền sư Hakuin Ekaku, sinh năm 1686, mất năm 1769, ở Nhật Bản vào những năm thuộc thế kỷ thứ 17. Thưa mẹ, con muốn được đi tu theo giáo lý nhà Phật, có được không ạ? Tại sao con lại hỏi như vậy? Khi con nghe sư giảng đạo, con thấy mình được cứu độ trong đó. Xin mẹ chấp thuận mong muốn của con. Ngay từ nhỏ, con đã cho ta cảm giác con rất đặc biệt trong năm đứa con của ta. Con cũng rất thích đi vào chùa nghe giảng đạo và lặp lại những điều nghe được bằng một cái tâm trang trọng. Phải chăng đây là cái duyên đặc biệt giữa con với con đường xuất gia? Hakuin bắt đầu xuất gia từ năm 8 tuổi. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Hakuin đã thể hiện tố chất ham học hỏi, kiến thức sâu rộng và lòng khiêm nhường hướng Phật. Thiền sư quả là cao đạo uyên thâm. Phu nhân hãy nhìn xem, đệ tử ở khắp nơi không quản xa xôi đến đây theo học. Quả thật danh tiếng thiền sư Hakuin đã lan rộng khắp vùng. Một vị thiền sư có tâm rộng lượng, đạo đức đáng kính trọng. Nhìn thầy toát lên vẻ thánh thiện của bậc tu hành. Ta định mở kho gạo nhà mình, chia ra một phần làm công quả cho nhà chùa. Đây cũng coi là một chút tu tâm tích đức. Vâng, nghe theo lời của lão gia. Xin người hãy che chở cho con, đặc biệt là đứa bé trong bụng con được bình an. Thực sự con không biết phải làm thế nào. Mấy nay lòng cứ bồn chồn chẳng yên. Con cảm ơn thiền sư. Xin ba mẹ tha cho con gái lỡ dại lần này. Đúng là mất mặt, ta không có một đứa con như ngươi. Trời ạ, tại sao cuộc đời tôi lại sinh ra một đứa con làm mất mặt gia tộc như thế này? Lão gia, từ từ có chuyện gì thì giải quyết. Ông đừng có quá kích động ảnh hưởng tới sức khỏe. Thưa cha, thưa mẹ, con có tội. Con rất lỡ dại, con mang với người ta là con gái bất hiếu. Xin cha mẹ tha tội. Tha tội ư? Đường đường là con gái của gia tộc Kato U mà lại sống buông thả như vậy. Bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn người ta, nhục nhã lắm con à. Cha của đứa bé là ai? Tại sao không nói để cưới xin mà phải ra nông nỗi này hả con? Thưa mẹ, xin mẹ đừng hỏi nữa mà.
đứa bé này là con của con, con nhất định sẽ sinh nó ra. Con nói thế mà được à? Phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Con gái không thể không chồng mà chữa như thế được. Con không thể. Xin cha mẹ hãy hiểu cho con, xin hãy để cho con tự quyết định. Mặt mũi danh dự, tự trọng của cái nhà ta, con có quyết định được không? Con tính để cho ta tức chết hay sao? Con không mau nói tên của kẻ đã gây ra chuyện này đi. Người đâu? Lôi nó ra ngoài, dùng trôi mây đánh tới khi nào nó khai ra tên thông gian thì mới thôi. Ơ kìa lão gia. Phu nhân cứ mặc tôi, người phải cứng rắn, nếu không việc sẽ tồi tệ hơn. Cha mẹ đừng ép con, con có nỗi khổ riêng, con không thể nào nói được ạ. Các người đánh thật mạnh tay vào, kẻ nào nhẹ tay thì cũng bị phạt y như vậy. Cha, con phải trước đây cha sùng bái nhất là thiền sư Hakuin không? Đứa con này là của ông ấy đó, cha dám bắt ông ta chịu trách nhiệm hay không? Cái gì? Nó nói cái gì? Thật không thể ngờ. Ê, các chị biết tin gì chưa? Mấy hôm nay quá nhiều lời đồn đoán rồi đó. Lại chuyện con gái nhà ông Kato U không chồng mà chữa chứ gì. Các bà biết cha đứa trẻ trong bụng cô con gái nhà Kato U chưa? Chuyện âm âm ai mà chả biết. Tôi không thể ngờ thiền sư đáng kính lại là người như vậy. Đúng là ông đi hết cuộc đời mà không thể biết hết chuyện kỳ quái. Không thể tin được lại có chuyện đó xảy ra à hen. Đúng là người càng tỏ ra đức độ thì bản chất càng thô tục mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn ngồi nghe giảng đạo được hay sao mọi người? Sư phụ sao có thể vẫn thản nhiên vô sự như thế chứ? Thưa thầy, ngoài kia người ta đang bàn tán về thầy, mà thầy vẫn còn ngồi ở đây bình thản giảng đạo được sao? Ngoài kia họ bàn tán về chuyện gì? Họ đồn thầy làm cho con gái nhà Kato U có mang đó. Vậy sao? Thầy không còn điều gì để nói hay đó là sự thật? Tôi thật sự không thể ở đây lắng nghe một thầy như thầy giảng đạo lý được nữa. Thiền sư còn tĩnh tâm mà đọc kinh được hay sao? Đối với những việc không phải của mình làm thì ta không cần phải giải thích đâu. Trước nay gia đình của ta vẫn ngưỡng mộ ông là thiền sư đức cao vọng trọng. Thậm chí gia đình ta còn định mở kho gạo quyên góp. Thế mà ông lại làm ra chuyện tày đình như vậy, uổng công cho nhà của ta chẳng tiếc công quả bao nhiêu năm qua. Đây là con của ông, ông hãy tự đi mà nuôi nó đi. Gia đình của tôi không chấp nhận người cháu dơ bẩn này. Vậy sao? Đến lúc này để xem ông còn tu hành gì được nữa. Đúng là vô liêm sỉ, đạo đức giả. Hãy dùng đạo lý của ông mà diễn thuyết cho con ông mỗi ngày đi. Không còn cách nào khác, thiền sư Hakuin đi hành khất khắp nơi, ẵm theo đứa trẻ mới sinh để xin sữa. Hết ngày này đến ngày khác chịu sự dè biểu của người đời. Xin cô thương tình, hãy cho đứa trẻ đầy một chút sữa ăn. Nó khát sữa mẹ rất tội nghiệp. Trời đất ơi, ông là người không đứng đắn gây tội lỗi như vậy, còn mặt mũi đi khắp nơi được hay sao? Thôi, mau mau tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn người ta chỉ trỏ vào tôi. Tránh xa ra đi. Tôi đã làm ra chuyện gì thế này? Con ơi, ta nhớ con lắm. Con của ta. Không được thưa tiểu thư, để lão gia biết được sẽ không hay đâu. Tiểu thư vừa qua cơn bạo bệnh, không chịu nổi tiếp trận đòn roi nữa đâu ạ. Mày thật là ích kỷ à mà gia. Gia chủ có thể làm phước cho tôi xin một chút sữa cho đứa trẻ này được không? Nó đang rất đói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Khoan, chờ chút đã. Dù ông có gây nên tội lỗi thế nào thì đứa bé cũng thật tội nghiệp. Nó vô tội mà. Ông đứng ngoài đây chờ ta một chút. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Một năm sau. Sao đứa trẻ lớn lên chẳng giống thiền sư chút nào? Có khi một năm qua ông ấy chịu nghiệp cho một kẻ nhút nhát khác không? Đúng rồi đó. Nếu vậy thì dòng tộc Kato quá thất đức rồi còn gì. Con của ta, con đã lớn như thế này rồi sao?
xin thiền sư niệm tình tiểu nữ vô tri mà rộng lượng bỏ qua. Con biết con đã đổ oan khiến cho thiền sư chịu bao khổ cực thời gian qua. Lương tâm của con dày vò cắn rứt, đến hôm nay con mới dám nói ra sự thật để giải thoát cho mình. Con quản con mình không nghiêm, suốt đời giữ danh tiếng gia tộc, lại vô tình làm liên lụy thiền sư mang tiếng xấu, vất vả cho ngài thời gian qua một mình nuôi đứa trẻ và đối mặt với những lời thị phi. Con rất ân hận về những lời lẽ không suy nghĩ của mình lúc nóng giận. Con thật là nông cạn, cúi xin thiền sư chỉ dạy. Vậy sao? Thưa thiền sư, tại sao mỗi lần người khác làm chuyện không phải với mình mà ngài không giải thích chỉ nói vậy sao? Làm sao mà ngài có thể bình thản được như thế ạ? À? Giữa người với người gắn kết với nhau bởi nhân duyên, đây là cái nợ mà ta phải trả. Ta dùng thiện để hóa giải nợ, mọi chuyện qua đi, coi như một món nợ đã trả xong. Cả nhà con cúi lại ân đức của người. Sự tình được truyền đi, uẩn khúc của thiền sư được hóa giải. Dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên của thiền sư nên lần lượt kéo về. Danh tiếng thiền sư Hakuin tiếng lành đồn xa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.